Ok, hôm nay hôm nay chúng ta lại thử con game mới. Con game này nó mới ra mắt trên Steam và trên Xbox PC Game Pass gần đây. Tôi thì chơi cái bản trên PC Game Pass. Game này nếu như anh em mà ở Việt Nam thì sẽ biết đến nó qua cái tên Đế Chế rất là nhiều luôn. Thì bây giờ nó không còn Đế Chế nữa, nó không còn viết tắt là của chữ AOE nữa mà viết tắt của chữ AOM. Nhưng mà nó vẫn là chung một cái nhà phát triển đồ thôi. Thay vì lấy bối cảnh là thật hơn thì bây giờ cái đế chế của chúng ta sẽ chuyển qua lấy cái bối cảnh là những chiến binh thần thánh ngoài vũ trụ. Không có ngoài vũ trụ nha, những gọi là cái vị thần thôi. Nói chung là nó mang yếu tố thần thánh hơn rất là nhiều, từ Đông Âu, Tây Âu gì, Hy Lạp thì thần thoại gì, nói chung là tất cả nó gom vô một luôn, nơi mà chúng ta có thể thỏa mãn cái chiến lược quân sự của mình lên một cái tầm cao mới. Không còn những cỗ máy bắn đá, không còn cái xe ngựa đơn thuần nữa, bây giờ là những chiến binh La Mã với những cái vị thần hùng mạnh. Đánh giá cũng khá là cao nha. Game này thì thực ra một tuần trước anh em đã có thể chơi được rồi, nếu như anh em mua cái bản xịn sò, cái bản premium nè. Còn tôi thì lấy cái bản trên PC Game Pass thôi, nên giờ game ra mắt rồi mới chơi được nên cũng hơi trễ tí. Game này đặc biệt một điều á là nó có tiếng Việt chính chủ trong game nè. Đó, có tiếng Việt chính chủ luôn, chỉ là không có lồng tiếng thôi. Nhưng mà ngoại trừ tất cả những cái không lồng tiếng đó thì tất cả những cái giao diện nó thì mấy cái câu hội thoại đồ đều hiển thị tiếng Việt rất là đầy đủ chính xác luôn. Đây là một cái động thái rất là tốt của thị trường Xbox khi mà hướng đến cái thị trường Việt Nam mình. Xbox thì do mà thông qua Microsoft đó nên cũng đến thị trường Việt Nam mình rất là nhiều. Rồi chúng ta vô game thôi. Bản này anh em nào mà hồi đó đọc thông tin nhiều á thì mua lúc mà con Xbox nó giao giá game này có 4.500 đồng á, anh em mua cái giá đó thì vẫn chơi được luôn, nó hay chỗ đó đó. Lúc đó thì họ để nhầm cái giá, chắc ăn là nhầm rồi, làm gì có con game nào 4.500 đồng mà họ để đâu suốt mấy tháng trời. Tới chừng sau này trừ tiền á, khoảng 3 4 tháng sau mới trừ tiền á, vẫn trừ đúng 4.500 đồng, cũng có con game đó trong thư viện luôn. Tôi thì chơi qua cái gói trên PC Game Pass, anh em đăng ký tháng bây giờ hình như là 69.000 có thể chơi được cái kho thư viện, có nhiều con game trên đó. Thì con game này, kể cả con game này cũng có trên đó luôn, nên chỉ cần 69.000 tháng anh em có thể trải nghiệm con game này rất nhiều. Đây, giao diện tiếng Việt rất là đầy đủ nha, anh em nào mà không có giao diện tiếng Việt á, thì vô cài đặt, vô cài đặt chọn cái phần ghi n gdnd nào, nó có tiếng Việt rất là nhiều, chọn đây đây Việt Nam y, âm thanh thì hơi lớn ha, khoảng tí. Dịch cái này thì tôi thấy nó hơi thô tí, nó kiểu mà cái bản dịch vẫn có chất lượng nha. Tuy nhiên lâu lâu nó một vài cái sạn sạn chỉ rất là nhỏ thôi. Đó là những cái người dịch con game này, tôi nghĩ không phải là những cái game thủ như chúng ta, mà những cái người dịch con game này á, họ là cái bản dịch thông thường thôi, nó mang tính hơi hướng đời sống rất là nhiều chứ không phải là hướng đến cái dòng game thủ chuyên biệt. Tại vì trong con game mình chơi á có một vài cái thuật ngữ thì game thủ nó khác, nó khác với mà những cái đời sống thông thường ngoài, nên dịch nó mà người đó không có chơi game dịch thì nếu như dịch hay thì vẫn chính xác thôi, nhưng mà nó không có gần nghĩa nhiều. Đây, ở đây nó có rất nhiều thể loại luôn, người ta thường chơi game này thì chơi mạng sẽ rất là nhiều, tôi thì chỉnh còi thôi, cũng mà chưa biết con game đế chế nó ra làm sao nữa, chỉ là coi thông tin thôi. Chứ hồi nhỏ thì tôi đi net cũng nhiều lắm, bây giờ già cả thì không ra net, nhưng mà dưới miền Nam á đế chế nó không có chuộng bằng ở ngoài miền Bắc nên rất ít người chơi. Với này ở này người ta đánh là ra hai ghét Ethernet chứ mà World Cup đồ là nhiều thôi, ít ai chơi đế chế lắm. Chiến dịch giao tranh, chiến dịch trước đi, chiến dịch thì anh em sẽ thấy cái BOS chạy mượt không, rất là mượt luôn, 60 ổn định luôn. Game này thì tối ưu cũng tốt lắm, đồ họa nó cũng nâng lên một tầm cao mới nữa. Vô cài đặt đồ họa xem sao, đồ họa cao cao. Bóng thì tôi không muốn để bóng nhiều đâu, bóng đã ảnh hưởng hiệu suất rất nhiều. Tán lá thì game này chắc nhiều cây cỏ lắm nên để tán lá nhìn cho nó đẹp, rồi còn lại thì khá bình thường hết. Cái này là bật chiếu sáng á, ánh sáng hậu kỳ đầu nó chiếu sáng mấy cái vùng á thì tôi tắt đi. Hướng dẫn đầu tiên thì phim các cảnh hướng dẫn chơi, bấm vô đâu nữa ta, đây bắt đầu. Tiếng Việt nhìn rất là thân thuộc nha, mấy con game bom tấn như thế này mà có tiếng Việt nó nhìn rất là thích mắt luôn. Nó giống như con Cyberman hồi xưa mà của Sony ra mắt nhé, Cyberman 2 cũng có tiếng Việt chính chủ. AOM là trò chơi gồm người hùng và quái vật, quân đội hùng mạnh, công danh lừng lẫy, dẫn dắt nền văn hóa của bạn phát triển qua các thời đại. Từ khởi đầu khiêm tốn về một ngôi làng nhỏ bé, đến những thành trì hùng vĩ được bảo vệ bởi sức mạnh của các vị thần. Chọc thủng tường hình trôi. Chiến đấu với người khổng lồ tại những vùng đất hoang tàn và lạnh giá gần Midgard. Đó là người khổng lồ băng đó, anh em chơi mà God of War chắc biết. Giao tranh với quân đội Anubis giữa những đụng cát muôn hình vạn trạng ở Ai Cập,
một ngày nào đó để bày tỏ sự trân trọng của mình, các vị thần sẽ có thể sẽ ban thưởng cho bạn sức mạnh vĩ đại có khả năng dời non lấp biển trong ao mà. Nhìn người nó bay kìa, như bong bóng vậy. Đây là cái đoạn cái cảnh giới thiệu đầu game thôi, nói chung là cho chúng ta biết cái bối cảnh của con game này nó như thế nào, có thể làm được những gì trong game này, cũng đi qua một số cái vùng đất nổi tiếng như thời chiến tranh đó. Chào mừng bạn đến với cuộc phiêu lưu đầu tiên trong ao mà gì tết. Anh hùng Arkantos của chúng ta đã đến phái một nhóm lính do thám đi tìm tên thủ lĩnh theo ghiếp. Tuy nhiên lực lượng quân địch đã dồn lính của Arkantos vào đường cùng, chúng ta phải giải cứu họ. Cứu với, cứu cứu cứu. Tiếng game hơi nhỏ hả? Mới cài giảm giảm xong bây giờ là nhỏ. Nhấn chuột trái để chọn. Rồi đây mình đã chọn cái đơn vị này, máu 300 mấy cái chỉ số gì rất nhiều rồi. Nhấn chuột trái đi chọn, chuột phải đi di chuyển. Con Minotaur kìa. Ôi ôi, mấy anh tập kim 6 muối mà nó quạt cái một bay như bong bóng vậy. Đánh bại nhân ngu. Ủa sao đánh hoài có thấy thấm là gì? Các anh hùng như Arkantos thì có thể dễ dàng đánh bại các quân địch thần thoại như là nhân ngu. Đây đây, ai đây, ai đây? Jason and Heracles have come to help. Jason và Heracles đã xuất hiện để giúp Arkantos giải cứu lính của mình. Bây giờ mình phải chọn hết tất cả các đơn vị là quét khói, chọn bình thường thôi. Rồi đi đến đây, đi đến đây làm gì? Checkpoint hả? Cái điểm này chưa có dịch nè, rồi dịch ra là gọi là điểm đu á. Look out! A manticore watches the road. Có một con manticore đang quan sát trên con đường ở từ vách đá. Cái này nó dịch hơi thô đó nha. Cái đó không phải quan sát thôi, gọi là canh gác thì đúng hơn. Chữ quát đó là canh gác đó. Các anh hùng của bạn chỉ có thể tấn công các mục tiêu trong canh tầm đánh thôi, nhưng có thể sử dụng cái chiêu xét như này. F1 hết ta. Brilliant. There are many gods in Age of Mythology. Có rất nhiều thần linh, mỗi vị thần thì sở hữu một cái thần năng của riêng mình. Như nãy tôi nói dịch hơi sạn tí đó, là dùng cái từ canh gác, cảnh vệ vậy đó. Đội chính xác. À, lính của mình vào xanh lá đây. Hả? Còn di chuyển và tấn công. À, nút cách nè. Có thấy đâu? Chưa, chưa, chưa. Well done. You have rescued your men. Arkantos is our man. Tan tác cái gì Travel up the road to join forces. Thôi, tìm thấy căn cứ địch lên đường thôi. Còn gì đấy? Con này của mình hay gì? À, cái này lính của mình. Rồi, nhìn nó chơi song kiếm xong mà chỉ thủ nữa cơ. There is his base is just ahead. Chọn được không? Không, mình chọn được con này nè. Con gì bự dưới vậy nè? Máu 800. Con hai ga. Hai hai ga. Ôi nó say kìa. Nó đóng cổng này, chơi chơi kỳ bạn. The gods have blessed you with meteor. Các vị thần đã ban cho bạn thần năng là thiên thạch. Thần năng hủy diệt này sẽ tạo một cơn mưa thiên thạch cực lửa từ trên trời xuống. Đây 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 đây. Ủa? Thấy gì đâu? Kìa kìa kìa. Trời ơi, tướng nó băng kìa. Đỏ anh em. Nhìn mãn nhãn phết. Đến cổng, đến cổng. Mấy này đi đâu đó? Behold the power of the gods. The enemy base is in shambles. Chiêm ngưỡng sức mạnh của các vị thần đi. Căn cứ của kẻ địch đã sụp đổ. Hãy san bằng những cái công trình đó. Mày hả? Mày hả? Demo Final Fantasy 16 đã ra mắt. Đến, đến, đấm nó. Quét sạch nó. Con hai gác của mình nó là châu phết á. Chạy ra, nó chạy ra. Chạy nè. Đập nhà nó anh em. Eo ơi, phiên bản thần thoại của chúng ta đây. Sao cái nhà nó trâu dí vậy nè. Tốt lắm. Did Varys manage to escape?
liệu thay ghét của chúng tốt không? Hãy tiếp tục khám phá bằng cách đồng hành cùng Akathos trong chiến dịch sự sụp đổ của cây đinh ba. Hả? Tiếp tục chiến dịch luôn, sự sụp đổ của cây đinh ba hả? Có rất là nhiều cái chiến dịch này nha. Nè, bên này nó có rất là nhiều câu chuyện đó. Những trận chiến quyền thoại gì nè, thần thoại nè. Trời, DLC nữa. Sao giờ? Này hướng dẫn chơi thôi. Chiến dịch giao tranh chơi mạng, cây công nghệ tìm hiểu. Tìm hiểu là có hệ chư thần, là bốn hệ chư thần, người Hy Lạp, người Ai Cập, người Bắc Âu, người Atlantis. Lo là những cái câu chuyện kể chích yếu á. Ôi ôi, rất nhiều luôn. Hệ chư thần của chúng ta có bốn cái hệ chính nào. Rồi người Atlantis thì những cái hệ nhỏ này, trong đây người Atlantis gồm những cái vị thần như thế này đúng không? Bên Atlantis những vị thần như thế này, bên Ai Cập hay là Hy Lạp, người Bắc Âu những vị thần như thế này, rất nhiều vị thần luôn. Bên này là những cái công trình. Game này công nhận như một cái kim từ điển nha. Ai dịch hết game này cũng xuyên dữ lắm à. Khái niệm lối chơi, tư thế đơn vị, độ nét, màn xương che mắt, tầm nhìn, chiến dịch. Chiến dịch thì thôi, chỉ có ba cái chiến dịch này thôi. Chúng ta chơi thử sự sụp đổ gây đinh ba ha. Mỗi cái tộc này có quá nhiều vị thần luôn. Atlas là con trai của Titan. Navefoot là nữ, và nữ thần là Slimene đã chiến đấu với Gonoth. Rất nhiều tiểu sử này mới đọc ở đây. Gaia thì biết đến khá nhiều, tôi thì cũng biết nữa. Mù mù như tôi còn biết nữa. Mẹ của trái đất sinh ra từ hỗn mang, phản công rộng lớn bên ngoài vũ trụ. Bà tự mình sinh ra hai người con già là Oganoth và Phantus. Tự mình sinh ra luôn, không có chồng luôn. Hai đứa bé thụ thai vô tính, thụ tinh nhân tạo. Tử thần một tối hả? Gắn liền với ngã ba đường có ba mặt. Có ba mặt có hình dáng một con chó. Gì? Một con sư tử và một con rắn và một con ngựa. Nhiều quá nè. Lệ tổ của Lê Tô gồm Ethus là con trai của là Titan Davetus luôn, tạo ra loài người từ nước và đất sét. Sau đó Athena đã thổi sự sống vào những cái hình nhân đó. Anubis này thì biết. Tính ra của mà Atlantis thì chỉ có một vài cái tên là biết thôi. Thần Seth, thần Ga là anh em đọc chuyện Yu-Gi-Oh á. Cái thằng mà đánh bài mà chơi toàn bánh môn gian lận không á. Bên này Hy Lạp thì chắc chúng ta sẽ biết nhiều hơn. Bắc Âu thì có vẻ ít. Bắc Âu thì God of War á. Anh em chơi God of War sẽ gặp nhiều. Còn bình thường thì chúng ta rất ít gặp cái này. Thôi, chúng ta vô thử cái chiến dịch. Chiến dịch bấm đâu? Chơi. Cái công nghệ là gì? Trời ơi, game nhiều thứ quá vậy. Tôi có biết mấy cái này đâu. Isis đẹp quá ha. Chiến dịch. Cái này chắc bắt đầu rồi. Rồi, chơi sự sụp đổ gây đinh ba. Mở đầu, giấc ngủ không yên. Athena xuất hiện trong giấc mơ để giao nhiệm vụ cho Akathos. Cái gì vậy? Một hit, one hit. That looked like Zeris. Kia là Thegis. Tôi cử anh ta xuống âm giới cũng được một thời gian dài rồi. Anh ta tốt. Vẫn cuộc chiến cũ à? Yes, old enemies. I still see them here. You have won more battles for Atlantis than can be counted. Faced opponents no other man dared fight. That was long ago. Today Atlantis's enemies live only in my dreams. I face feeble pirates now. Trong mơ đánh với những vị thần vĩ đại không ạ? Atlantean, Atlantis still has enemies, and you are still the one who will face them. Any who threaten my home or my family will soon have a place in my dreams. These are enemies unlike the others, Arkanthos. Do not let your guard down. Dark times are coming, and you are needed. Arkanthos bây giờ thì chắc nguy hiểm giang hồ là chết rồi. Arkanthos, awaken. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị triệu hồi lại. Sir, yes. Ở đâu vẫn bình thường hay không? We should reach Atlantis soon. Rồi, sắp đến Atlantis rồi. It will be good to see my son Castor again.
Cướp biển đang tấn công Atlantis và Poseidon dường như không hài lòng về cái chuyện này. Đọc được có đúng một câu một thì nó cả cảnh luôn. You cannot ignore the omens, Arcanthos. Lord Poseidon's displeasure is clear. We must help break the siege at Troy. Troops we send now will be lucky to arrive before the fight is over. Even if they do, their only task will be to show the banner of Atlantis, not a task for an admiral. It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers. He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies. No, it must be you. Mình là sĩ quan cấp cao nên không muốn nhúng vào cái trận chiến nhỏ nhỏ này. Trời ơi, bắt tụt rồi. Hả? Vô game này đó hả? Làm gì, làm gì? The Atlantean army is on the way. Defend the harbor until they arrive. Arcanthos is a hero and very effective at killing myth units such as the Kraken. Đơn vị quân thần thoại có lợi thế khi đối mặt với đứng là con người. But we should prepare ourselves for more attacks. Remember, additional Toxotei can be trained at the archery range. These excel against enemy infantry. Mình có thể huấn luyện thêm cung thủ tại trường bắn. Ở đây chọn cái trường bắn, chọn cung thủ. Mua cung thủ thì tốn cái gì đó? 55 gỗ, 35 vàng, 2 nhà. Gỗ, vàng, nhà. Mấy cái này mình có nhiều lắm. Black sails, a landing party. Cái gì? Hải tặc, hải tặc. Prostagma, isvoli. Prostagfan hulon. Poro, isvoli. Đi đâu vậy bạn? Đi đâu vậy bạn? Good. The black sails are going to regret this. Rồi giờ làm gì nữa? Hoplites are infantry trained at the military academy. Use them to protect your vulnerable Toxotei. Đánh bộ binh là để đánh bộ binh. Several villagers are working in town west of the harbor. If you are running out of a particular resource, you should consider retasking them to gather it. Thiếu tài nguyên nào thì mình có thể cho dân làng làm cái việc đó. Cái này nâng cấp vũ khí là chưa hoạt động nè. Cái này nhà ở nè. Này là gì? Nguồn gỗ. Another Kraken approaches. Poseidon's wrath is clear. Rồi nó chơi bạch tuộc nữa rồi. Cùng thủ đứng sau. Trời ơi, đánh nhỏ dần. Tàu nó cũng bắn rồi mình được nữa nha. Chứ không phải để chở lính không thôi. Good work, but keep your eyes open. Use the restoration god power to heal your units and mend your buildings. Sử dụng thần năng hồi phục cho các binh lính. Get those Petropoli up here. Trời, có mất máu đâu mà hồi. Ở đâu nó cho mình mấy cái xe bắn đá này nè. Con này còn cái gen đó hả? Trời ơi, đánh nhỏ dần như bao cát thì cũng. Ý, nó chơi nó móc lớp cho. A landing party. Excellent. Get ready everyone. This is over này. Yet. Một nhóm bên này với nhóm bên kia. Consider upgrading the weapons and armor of your units at the armory. Rồi mình có thể nâng cấp bằng vũ khí và áo giáp ở đây. Tốn 100 thịt. Rồi nâng hết luôn. Làm sao để xây được mấy trụ đó? Tôi chưa biết xây nhà trong game này sao nữa.
black sails! Pirates! Leje pan vulani. Ketimo orfani. Prostak vul orfani vulom. Thất bại. The pirates won't take Atlantis this way. What are they thinking? Cảm giác như nó làm mồi nhử vậy đó. Nó đánh công thành mình không nổi nhưng mà nó cứ tấn công dồn dập liên tục, không biết vì mục đích gì. À vàng mình khai thác vàng đây à. Esto. Another Kraken approaching. Pray this is the last. Mới nâng cấp rồi mà. A black sail landing party. Hetimos. Vulome. Pan vul orthos. Vulom orthos. Pan vulome orthos. Pan. Nó còn phía trên quá rồi. Nó có cả bộ cạp luôn. The Atlantean army will be here soon. Έτοιμος, ορθάνη. Πρόσταγμα, ορθός. Λέγε, παν, βουλάνη. Έτοιμ, βουλα, βουλωμε. Πρόσταγμα, ορθάνη. Βουλαν, βουλουμ. Nó đồng lên dữ vậy nha. Ορθάνη, βουλ, ορθάνη, βουλ, ορθός. Έτοιμ, βουλ, ορθάνη. Βουλωμε. Πρόσταγμα, ορθό, ορθός. Tôi đánh nhỏ bay rồi. Ủa tạo đậu đây rồi xong bắn. Cái tuyển, cái tuyển. Command us, Arcantos. Invoke the lightning storm god power to decimate attacking pirates. Đây, đây, tiếp biển tới nè. Hậu giá là con ơi. Xong nó rồi. Có nhân mã luôn à. Nhân mã là cân tốt. The black sails are fleeing. It will take more than pirates to overrun Atlantis. Hả? Đơn giản vậy thôi đó à. Cái này giới thiệu cái mục đích đoàn đánh nhữ nó thôi. Cơ bản là nó giới thiệu cho chúng ta cách mua quân đến đính thủy, với đính bộ, đính cung với đính bộ binh. Ngoài ra thì nó chỉ mình nâng cấp cái áo giáp, quản lý đơn vị tiền tệ. Another message from Poseidon Arcantos. His creatures helped the pirates. Father, they stole the trident. What? Gì? Cái đinh ba dưới đây. It was stolen during the fighting. Rồi, Dương Đông kích tay thì. Camos. There could not be a clearer sign, Arcantos. We are losing Poseidon's favor. We must act. I will go to Troy as you ask. I'm going to get that trident back on the way. Zethos, take supplies aboard and get the men together. We're setting sail. Can I come? No, I need you here in case they come back. Don't worry, this errand will not take long. Tiêu chuẩn cốt truyện, tiêu chuẩn vừa khó tay tần. Tiêu chuẩn nha. Tôi chơi ngu lắm anh em không cảm. Dòng mường ghê khơi nè. Setting out on this errand really was all that was needed to appease Poseidon. Làm việc gì? Black sails, port side. And he leads us to Camos too. Archers, ready your bows. Prepare to come about. They're going to pay for insulting Poseidon and Atlantis. To defeat Camos, you will need to build up and advance to the classical age.
Mình còn phải xây dựng và phát triển. Villagers gather the resources you need to create units, construct buildings and research technologies. Sáng sáu. To gather resources faster, you must train more villagers. Thu nhập 400 lương thực. Bấm vào đây. Dân làng hả? Đây là dân làng. Chi phí là 50 thịt một nhà 15 giây. Mới chuyển lên thời đại cổ điển và khám phá hòn đảo. Rồi dân làng của mình ở đâu ta? Hỗ trợ 10 dân số là mình được 10 làng đó. Your villagers must build houses to support your growing population. Rồi mình phải xây nhà để ở thì dân làng mới ở trong này được. Tốn thịt đó ta. Xây nhà xây sao không hướng dẫn gì anh vậy? Chọn một dân đàn, sau đó chọn một cái biểu tượng xây dựng. Dân làng. Chỗ này trống trống, xây đàn đi. Ủa, chuột trái à? Đây, là cái nhà lên. Đẹp thấy không? Đồ họa này nhìn cũng ngon đó. Animation nhìn rất mượt mà nè. Có hiệu ứng chặt gỗ đi, kéo gỗ đồ đầy đủ hết. Xây nhiêu cái nhà lận? Một cái nhà hỗ trợ 10 dân lận. Cần thêm 30 năm thịt để huấn luyện nhân làng. Ủa dân nó không tự làm hả ta? Bắt mình phải làm đồ mệt mỏi cái gì? Thu nhập 400 lương thực. Lương thực của mình là cái này. Cái giọng thấy anh dân nói nhìn cái gì? Πρόσεχε, βουές ναι, βουφορβός. Έτοιμο, βουλ ορθάνι, βουλ ορθός, πάνι, βουλόμε, πάνι, ορθός, πάνι. Ủa cái này là cái gì? Tướng nhàn gỗi. Ναι. Dân làng nhàn gỗi, đi làm mấy gì? Βουφορβός. Ủa cái này là dân làng đó hả? Μάλιστα. Βουφορβός. Kho lương, phải xây cái kho lương. Đây, xây cái kho lương. Nhấp đây, xây cái nhà kho. Không nói ai mà biết, tôi có chơi game này bao giờ đâu. Bến tàu, 100 gỗ. Có gì xây cái đó đi, đừng có phân vân. Nhà cho thêm căn nữa cho nó đồng bộ. Cái gì? À, mua lính ra. Nè, cái này đá có phải là đơn vị tài nguyên không ta? Hình như không. Để 400 lương cái đó. 400 lương thực cái đó. Bên này là cái gì? Xây ít nhất một cái ngôi đền trước khi sử dụng cái đơn vị anh hùng này. Thời đại 2 mới được. Thời đại là cái này. 400 thịt. À hiểu rồi. Có 400 thịt mình đủ mà. Sử dụng đền trước. Trời ơi, để hình cái đền là cái hình bàn tay này. Πρόσταγμα.
Thôi, xây nốt nhà này đi anh dân. Πρόσταγμα, θηρευτής. Λέγε, θηρευτής. Πρόσεχε, θηρευτής. Ủa? Hả? Đứng như này đâu rồi? Ủa, mình điều khiển đường lận luôn nè. Nãy cho lính điện đây đâu có tiêu được. Well done. Now, select your town center and advance to the classical age. Rồi, bây giờ lên được cái thời đại cổ điển. Đó, hả? Hemet là 400 thịt, đưa tin trọng tâm là kỵ binh. Trọng tâm là bộ binh. Đình chiến. Dịch bệnh. Bên này đi, bên này màu tím nó nhiều nhiều nè. You can choose a preset in the villager priorities menu. Chọn cái thời đại thứ hai ngôi làng ưu tiên ở trên này. Đời 1, đời 2. Làm sao? Nên thời đại cổ điển thì mình ở đâu đó? Phải sao lên được thời đại cổ điển đó? The Kataskopos is a fast, capable scout. Use him to quickly explore the map to find resources. Sử dụng cái thanh niên này để đi khám phá bản đồ. Λέγε. Θηρευτής. You will need more soldiers to defeat Kamos. Nhanh méo đâu mà nhanh. Military academy and an archery range to create them. Con này giống con khổng lồ một mắt phải không? Quay mặt ở đây các anh. Nè, đúng khổng lồ một mắt nè. Silot đúng rồi. Đúng cái tên đó luôn. Trời ơi, nó quăng con rồi. Nè. Build walls and towers to fortify your base against enemy attacks. Once upgraded, towers fire arrows at enemies. Πάνι, βούλομε, ορθώς, πάνι, βούλομε, ορθώς, βούλομε, πάνι, βούλομε, ορθώς, βούλομε, ορθώς, πάνι, ορθώς, βούλομε, ορθώς, βούλομε. Chào bạn, chào bạn. Βούλομε, ορθώς, ορθώς. Thở này. Thở này là cái gì? Cái bên này là cái gì? Cái điểm này là cái điểm gì đây? Xây dựng một học viện quân sự. To construct more ships, you must first build a dock. Nông trại, chợ, xưởng vũ khí. Πρόσταγμα. Τέκτον. 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 Anh Niên ra biển đứng chơi hả? Đầu game thì chắc phải mua dân nhiều lên phải không? Tôi đoán vậy đó. Dân này nó chỉ cần có một nhà, vô thoải mái luôn. Sao mình lại có con heo đây ta? Ủa, nhân mã của mình đâu vậy? Nè. Hani. Prostagma est malista. Prostagma est malista. Es volume est malista. Tekton. Prostagne. Tekton. Prosehe Georgos. Quên, bấm chuột phải hoài. Chờ nè. Còn cái này là súng vũ khí. Ở nhà chính mình có rồi, xây thêm được cái nữa hả? À? Nó thịt con heo mất rồi.
Πρόσταγμα, βρυτόμος. Mình sắp thiếu gỗ, mình sắp thiếu gỗ. Βρυτόμος, έτοιμη, βρυτόμος. Πρόσεχε, βρυτόμος. Cái gì, cái gì? Έτοιμος. Giống cá lợn quá ha. Quên mình còn phải mua lính đâu nữa chứ. Hết gỗ rồi. Cái này để gì đây? Đá, đá trời ơi. Con này có 84 máu à. Ê, ê, ê. Về, 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 về. Πρόσταγμα. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. À, nó mới hiện ra cái gì đó. Huấn luyện một đội quân nào. Λέγε, βούλο, ορθός. Βούλο με, έτοιμος. Προς το ορθός. Đi nào. Đi là kéo hết đi luôn nha. Βούλο, βούλο με. Πάνι. Λέγε, μα, εσ, μα, ορθός. Βούλο με. Εσ, μάλιστα, βούλο με. Μα, βούλο με. Βούλο, ναι, εσ, μάλιστα, βού, μάλιστα. Βούλο, μάλιστα. Ναι, εσ, μα, βούλο με, εσ, ναι. Έτοιμος. Έτοιμοι. Τέκτον. Τέκτον. Λέγε. Έστω, βούλο, έστω. Πρόσταγμα. Πρόσεχε. Πρόσταγμα, ναι. Έτοιμο. Πάνε. Πρόσταγμα. Όρο. Πρόσεχε. Ισμάχη. Λέγε. Ισμάχη. Καλώς. Λέγε. Trời ơi, mấy này nó chọi đá mình cơ. Sao nó chọi gì ta? Theo anh em thì có nên farm thêm mấy cái nhà lính không? Đánh dân á, đánh dân á. Nè, game dễ nữa, game nó dễ như vậy đó. Số 38 này là cái gì? À, 38 dân. Ừ, 38 dân, bằng mấy quân. Λέγε πάνι, βούλο, πάνι, βούλο, ορθός. Κάμος is fleeing from the town center. After him. Trời ơi, game dễ quá. Rồi biết cách xây nhà, biết cách là mua quân. Rồi cũng biết cách là xây dựng một số công trình cơ bản nữa. Another time, Your luck will end. When I
will be there to see it! Your head will hang from my mast, Atlantean! Nhảy xuống. Ồ, như cưỡi cần đấu băng vậy. At least one of Poseidon's children still favors our enemies. Load the trident aboard the transport. Ủa, mình lấy được cây đinh ba vậy đó. Atlantis immediately. Chuyển qua mức vừa hả? Mức vừa cái thua cái ăn hạnh cái may nhục nữa. Toàn thấy đến nam không mà không thấy đến nữ. Đem cái đinh ba về cho ông này nè. By the gods, I did not expect Mother Atlantis would send her best admiral. Mình đến đây mình giải giúp cho ông Agamemnon. Gracious words, King Agamemnon. And look at this, Ajax. I'm surprised to see you still drawing breath. These Trojan dogs keep trying, my friend. Good to see you again. Who did you upset to get sent so far from home? Well, someone had to come and help you put an end to this. Helen is held behind their walls, and we've had little luck breaking through. We are about to change that. You have arrived in time for our final push, Arkantos. Get your men ashore. You can make your camp to the east, but be careful. The Trojans have some scouts in that area. When you are done, tập trung mà khử mấy lính vô thám nữa. Xem sao. Ê, ê, ê. Cứu. Hétimos, pan, vulome, orful, orfani, poro, prostagma, orfulome. Rồi, hy sinh hết anh này. Ủa, đầu game mình không có cái gì với anh này, sao mà xây dựng được đó? Chắc gì dẫn người lại đây chiếm cái vùng đất này á. Có gái không? Có gái không? Có luôn. Đây, 6 anh dân cảnh gỗi đây. Đi chặt gỗ, đập đá, bắt gà. Chặt gỗ. Chặt gỗ. Đá. Tecton. Ưu tiên xây cái này trước. Λέγε, ορφάνι, πρόσταγμα, ορθός. Βουλ, βουλ, ορθός. Έτοιμος, βουλ, ορφάνι, βουλόμε. Con gấu mà cũng lương thực luôn à. Ορθός. Λέγε, παν, βουλ, ορθός, παν, ορθός. Έτοιμος. Εισβολή, παν, ορθός. Πρόσταγμα, βουλ, ορθός, βουλόμε. Λέγε, παν, βουλ, ορθός. Ủa, làm sao xây được cái nhà chính ta? Πρόσταγμα. À đây đây đây, 350 gỗ. Ngon. Mình đâu cần đưa mấy lính đi mà. Gì đây, gì đây? Khu này không có ai nha. Θρητόμος, πρόσεχε, θρητόμος. Ủa, con ngựa mình thôi. Này, này, này. Ôi, ôi, phô quân địch kìa. Nó mới đánh mình không? Cái gì? Ê, ê, ê. Đừng anh ơi, đừng.
Ủa này lính của mình hả? Dễ 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 không nói. Έτοιμος. Τέκτον. Λέει πάνι, βούλο, μορθό, πάνι. Vậy là mình có thể xây được hai cái khu nhà. Con game này đến nhà nó có vẻ là hơi thiếu đam nha. Πρόσταγμα, τέκτον. Λέγε, τέκτον. Tiếp nó sẽ nhà chính này nè đi. Τέκτον. Πρόσταγμα, πάνι, βούλομε, ορθός, πάνι, ορθός, πάνι, βούλομε, ορθό, πάνι, βούλομε, ορθό, πάνι. Έτοιμο, βούλομε, πάνι, ορθός. Λέγε. Those ships are coming from the Trojan harbors. Those harbors are supplying the city. We must destroy. Cái gì nó đây? Cái nhà chưa xây xong mà. Đồng minh của mình nó sắp toang rồi. Πρόσεχε. 350 gỗ, 350 vàng. Έστω, ναι. Θρητόμος. Πάνι, έστω, πάνι. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Xây cái nhà ở đây thì làm được cái gì ta? Chắc đổi cái xưởng gỗ thôi. Bên này nó tung té ra này sao vậy? Έτσι, βουλ, ορφάνι, βουλ, ορφάνι. Λέγε, βούλομαι. Πρόστα, θύρε, θυρευτής. Πρόσταγμα, ναι. Θυρευτής, λέγε. Θυρευτής. Λέγε. Έστω. Ναι, μάλιστα. Βούλομαι. Bại đại, tôi tưởng nó săn bình thường được, hóa ra là vô nó bêm cho vài cái nằm luôn. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Εσ θυρευτή, θυρευτής. Έτοιμος. Μάλιστα. Chết rồi, không có cái gì ăn vậy nè. Θυρευτής. Λέγε, θυρευτής. Έτοιμη, ναι, θυρευτής. Nghèo, không có đồ gian cái map này luôn á. Phải dân cái nhà lên thai lẻ lẻ là để bắt đầu trồng trọt. Πρόσταγμα, ορθός. Εισβολή. Μάλιστα, βούλομαι. Έστω. Ρυθόμος. Βούλομαι. Βουφορβός. Πρόσεχε, βουφορβός.
này là gì? Πρόσεχε. Τέκτον. Có ba cái đơn vị ở xung quanh, chắc phải đánh bang này trước. Chưa xây được cái nhà lính đâu. Những nhà chính nãy sao nâng lên được đời hai đó. Rồi bây giờ mới lên được mấy cái công trình mà hóa ra nãy đang xây đúng không? Đó, không có xây. Trồng tròn là trên hết. Cái gì đấy, cái gì đấy? Πρόσταγμα. Tú. Βούλο, μάλιστα. Έστω, βούλο, μάλιστα. Έστω, βούλο, έστω. Ναι, βούλο, έστω. Ναι. Nó lùa hết dân của mình rồi. Έστω, ναι. Cho em thời gian nghỉ với mới làm quen game anh ơi. Βούλο, μάλιστα. Λέγε, βούλο. Chạy qua đây, chạy qua đây. Λέγε, είσαι καλός. Đánh lại nó không biết nữa. Cả cái gì đây? A hero has fallen. A hero has fallen. A hero has fallen. Chết sạch đã cho anh ngồi. Hết vulo me, orfani. Tek tek tu. Tek. Game gì khó vậy? Mua quân nhiều lên nào. Cái này là cái gì ta? Cái điểm con ngựa là sao? Rồi cái bia đá gọi thú này tốn tới 30 điểm này nữa. Rồi anh hùng của mình đâu hết trơn này. Dẫm phá nhà của tàu hả? Έτοιμος. Βούλο, καλός.
Thiếu vàng, thiếu vàng. Πρόσεχε, μεταλλεύς. Έστω, ναι, μεταλλεύς. Ορθώς, εισμάχην, πάνη. Βούλομε, πάνη. Πρόσεχε. Λέγε, μάλιστα, ναι, έστω. Βούλομε, ορθώς, πάνη. Ορθώς. Hai trăm vàng, 15 con ngựa, 175 thịt, 18 con ngựa, khổng lồ một mắt. Anh hùng của chúng ta đôi đất. Cái này tăng cho công trình thôi. Nên thời đại anh hùng là 500 vàng, 800 thịt. Chắc phải thêm tí dân làng đó. Dân mình nãy nó lùa chết sạch đó giờ này. Λέγε προσταγμάν βούλο ορθός πάνη μεταλλεύς. Cái này nó bình tĩnh từ tốn, nó từ từ như thế này cũng được. Hai trăm thịt thì mới lên được thu thế, phần ba thì đời ba mới lên được cái đó. Một trăm thịt, 100 vàng. Mua hết luôn. Μεταλλεύς. Γεωργός, 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 Τριτόμος. Τέκτον, τέκτον. Έτοιμο, ορφάνι, ορθός. Πάνι, ορθός. Βρυτόμος. Τέκτον. Τέκτον. Rồi, đi đắm mấy thằng dưới này được rồi đó. Πάνι, ορφάνι, ορθός. Βουλ, ορθός. Βούλο, ναι. Μάλ, βούλ, μάλιστα. Πρόσεχε, θρητόμος. Πρόσταγμα. Λέγε, βούλο, ορθός. Πρόσταγμα. Ετοίμος, λέει βούλο, μαέστο. Βούλ, ορφάνι. Ορθός, φάνι, βούλο, ορθάνι. Έτοιμο, ορθό, φάνι. Πρόσταγμα, βούλο με. Λέγε παν, βούλο με, παν, καλώς με. Λέγε εισβολή θετικός. Φόρο. Πρόσταγμα, καλώς. Ετοίμος, καλώς, εισβολή. Πρόσταγμα, εισμάχη. Bố liu, bố liu, bố láo, bố liu, bố láo. Λέγε, ετοίμα, έστω, μα, βούλο, έστω. Πρόσταγμα, λέγε. Προς βούλ, ορθός. Φόρο. Πρόσταγμα, βούλο με. Μα βούλο, έστω, μάλιστα. Πρόσεχε, βούλο, έστω. Έτοιμ, παν, εισβολή. Πρόσταγμα, βούλ, ορθ, βούλ, ορθάνι. Ορθάν, ορθός, παν, βάνι. Thank you.
Ετοίμος. Βούλο, ναι, μάλιστα. Πρόσταγμα, ναι. Đây còn mẫu bàn nữa nha. Έτοιμοι. Με τα λεφ. Τέκτον. Λέγε, μάλιστα. Εισβολή, βούλο, ναι. Καλώς. Nãy đi đâu vậy ta? Έτοιμος, βούλομε, παν, βούλομε. Πρόσταγμα, χώρο. Λέει, όσο και. Έτοιμο. Ε, đừng đi đánh tặng nó. Έστω, ναι, μάλιστα, έστω, ναι, ναι, έστω, βούλομε, καλώς. Nhà này nó trâu dữ vậy. A hero has fallen. Lệ. Ủa làm ruộng nhiều gì mà không đủ đồ ăn hết ta? Πρόσεχε. Τέκτον. Πρόσταγμα. Έτοιμος. Ορθό. Παν. Βούλομε. Ορθό. Παν. Βούλομε. Μεταλλεύς. Good work. With the Trojan docks destroyed, Agamemnon's army can land. Τέκτον. 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 Đang tập trung xây thử coi nó làm sao mà nó bắt mình đánh nhanh quá. Anh em tập trung lên. Trời ơi, đi cái đường ngoài không đi mà nó chui chút vô cái nhà này như thế này. Cái gì? Sao nó đứng ở mặt chưa tôi vậy? Μάλιστα, βούλομε. Λέγε, εις μάχη. Καλώς. Εις μάχη. Mấy này nó cứng phết đó chứ.
Này thì cứng nè, cao to đen hôi đúng nghĩa đen luôn á. Tính ở trong phết đó chứ. Rồi, tàn phá nhà nó nào anh em. Trời ơi, đánh hai cái bến tàu không là thắng luôn rồi. Làm tôi say quá trời say. Để cẩn tắc vô u. Mình chơi từ từ cho quen game cho biết nha đó. Này mấy ông tay to chắc ổng tính toán rồi. Cũng bấm nhanh lắm à. Kế hoạch bay á. Anh đã đến đây rồi à, Odysseus. Một kiến sĩ vô địch hóa anh thích được cử đến để chiến đấu trong quân đội của ta. Này ông để cái nón có hai hình hai nhá. Your reputation precedes you, as does yours. Are you ready for the siege? We could use your advice in planning our attack. As the commander here, I have already taken care of the plans, Odysseus. You and Arkantos will take your armies and start the siege of the gates. That's a fine start. What about the other armies? Ajax and I will keep our men in reserve. When you get through, Ajax will rush his men in to clear out the Trojan defenders. Then I will enter and rescue Helen. Cho Helen lại bị bắt ở trống đó. Kế hoạch nghe tưởng chừng đơn giản vậy đó. Oh. Sir, there's no gold nearby. We'll need to find and take over one of Troy's mining operations. Rồi, đây, mẫu vàng, mẫu vàng đây. Πρόσταγμα. Βούλομε. Ορθός. Λέγε, καλός. Here's the gold we need. Πρόσταγμα. Ισμάχιν. Έτοιμος. Πάνε, καλό. Ισμάχιν. Đập nhà đó. Εισβολή. Έτοιμος. Πάνε, ναι. Μάλις, ναι. Έστ, μάλις, ναι. Έτοιμος. Βούλαν, βούλ, ορθός. Πάνε, βούλο. Πρόσταγμα, καλός. Εισβολή. Προσέ, βούλο, μάλι, βούλ, πάνε. Cái bắn mình có thấm đâu. Của nhà chính của mình là ở nhà nào? À đây nè. Bây giờ thiếu thực, thiếu lương thực. Πρόσταγμα. Λέγες, ναι. Τέκτον. 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 Tekton. Tekton. Chuồng ngựa hả? Chuồng ngựa như mình có rồi đây. Έτοιμοι. Έστνε. Μεταλλεύς. Πρόσεχε, βουέστο. Τέκτον. Τέκτον, τέκτον, τέκτον. Λέγε, βούλομε. Μάλιστα, εσ, μάλιστα. Τέκτον. Έτοιμο, πάνι, βούλο, ορθός, πάνι, ορθός, βούλομε, πάνι, βούλομε, ορθός, πάνι, ορθός, βούλο, ορθός, βούλο, ορθός, πάνι, βούλο, ορθάνι. Πρόσταγμα, ορθός, βούλο, πάνι, βούλομε.
Έτοιμος. Έστω. Βουλ. Έστω. Μα. Ναι. Βούλο. Ναι. Βρυτόμος. Πρόσεσαι. Πανί. Ναι. Πανί. Ναι. Πρόσταγ. Βουλ. Ναι. Μεταλλεύς. Πρόσταγ. Βουλ. Μάλιστα. Ναι. Πανί. Έστω. Ναι. Μάλιστα. Πανί. Βούλουμε. Έστω. Βούλουμε. Μάλιστα. Ναι. Πανί. Έστω. Ναι. Βούλουμε. Πρόσεχε. Μα ναι. Έτοιμος. Εισβολή. A trade caravan! This supplies Troy with gold! We can put a stop to that! Μαλλος. Εισβολή. Ναι. Αν μάλιστα. Μαλλος. Εισμακε. The more caravans we destroy, the fewer troops the Trojans will train. Nó cướp được 200 vàng luôn. Ναι. Μάλιστα. Βούλομε. Έστω. Έτοιμος. Πάνε. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Πρόσταγμα τέκτον. Λέγε. Mày đi nằm ruộng ở trên trời. Không nằm ruộng ở lương thực đâu ra. Έτοιμοι. Θηρευτής. Πρόσταγμα. Θηρευτής. Ναι, μάλιστα. Θηρευτής. Θηρευτής. Bốn chục thịt. Έτοιμο. Πάνι. Πάνι. Ορθώς. Εισμάχη. Βολή. Λέγε. Πάνι. Έστω. Πάνι. Έστω. Λέγε. Μày đến ai, mày đến ai. Εισβολή. Χώρο. Bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu. Ấy. Πάνι. 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 Έστω. Πάνι. Έστω. Ναι. Πρόσταγμα. Έστω. Πάνι. Εισβολή. Καλώς. Έστω. Πάνι. Έστω. Βούλουμε. Πάνι. Έστω. Βούλουμε. Μάλ. Ναι. Έστω. Ναι. Πανί. Έστω. Βουλ. Μάλες. Βουλ. Ναι. Πανί. Ναι. Βουλούμε. Εισβολή. Δίνει ο Θάνος rồi. Giờ làm sao hồi đắm nó rồi. Ορθώς. Βουλούμε. Έτσι. Πανί. Έστω. Βουλ. Μα. Βουλ. Πανί. Έστω. Ναι. Ωρο. Ναι. Μάλιστα. Πρόσεχε. Ναι. Ετοίμος, μάλιστα, έστω. Μάλιστα, βούλωμε. Πρόσταγμα, λέγε. Έτοιμος. Bên này có vàng nữa nè, nhưng mà làm sao qua bển được. Πρόσταγμα, εισβολή. Έτοιμος. Chạy đâu bạn, chạy đâu. Bạn chạy đâu. Vul malista. Ismake. Prostapani. Prostagma. Lege vul tekton. Giờ mình thiếu lương thực à, gỗ mình nhiều quá rồi. Έτοιμος. Μεταλλεύς. Πρόσταγμα. Λέγε. Bộ binh, kỵ binh luôn, có kỵ binh. À đây con còn mà. Thank you.
Chết rồi, lính đây chết sạch hết trơn rồi. Mới nói máu à. Mày ngứa à? Mày ngứa à? Ủa? Tàu đánh cá. Tàu đánh cá vậy làm gì ta? Ôi quá nhiều thịt rồi. Lên đồ. Thời đại 3 hả? Làm sao để lên thời đại 3 đây? 500 vàng, mình thiếu tí vàng. Mấy mỏ vàng hơi ít người. Má nó cứ bay vô nhà mình nhìn rớt mắt tiệt á. Mày làm gì đây? Tàu đánh cá rồi, làm sao cho nó đánh cá bây giờ? A hero has fallen. À, tàu đánh cá thì nó sẽ đi bắt cá. Ê, ê, ê. Lege. Xe bắn đá nó bắn được mấy cái con bay bay của mình luôn. Kho vũ khí hoặc là chợ. Kho vũ khí hoặc là chợ. Mười dân làng nữa. Προσεχέ. Sao dân làng nó lại đứng đây? Tekton, tekton. Prostagma, es vulome. Esto, metalefs. Chết rồi, sắp hết vàng nữa rồi. Bây giờ lương thực để nhiều quá. Rồi, ok. Lege. Malista. Pan. Προσταγμα, ορφάνι. Έτοιμος. Βούλο, ορθός. Ισμάχη. Προσταγμα, ναι. Βούλμα, βούλμα, βούλο. Λέγε. Σε λύνω mạnh vậy ta. Ủa, anh hùng của mình nó nằm trên đó đó à? Πρόσεσε. Έτσι, προσταγμά.
Έτοιμος. Nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Nguyên của sư tử. Y còn hai ga nè. Bình đồng da sắc. Lỡ chơi ngựa hay chơi ngựa luôn đi. Đó là đống dân làng của mình thôi. Công nổi là thành này không ta? Πάνι, φουλ, πάνι, όρο. Μάλιστα. Βρυτόμος. Προσταγνέ. Βρυτόμος. Προσέτοιμο. Εισβολή. Εισμάχη. Προσέγγε. Έτοιμος. Reinforcements! Κι γυράει. Προσταγμορθώ πάνι. Βούλωμαι. Λέγε πάνι. Βουλωρθώς. Πάνι. Λέγε. Μάλιστα. Πρόσταγμα. Βουλωρθώς. Hình như phải đánh bên này trước nào. Ναι, μάλιστα. Τέκτον. Τέκτον. Nó sẽ xây không được. Giới hạn xây dựng có 14 à, chết tôi rồi. Ôi, sao lính nó đông vậy nè. Chạy bạn ơi. Ισμάχιν. Έτοιμος. Βουλάν, βουλόμε. Προσταγμα, όρο. Έτοιμος. Έστω. Μάλιστα, βουλ, έστω. Έτοιμος, βουλόμε. Λέγε, εισβολή. Έτοιμος. Λέγε. Προσταγμαν. Cái mưa tên xèo xèo là gì vậy ta? Βουλόμε. Ορθώς. Λέγε. Προσταγμα. Προσέχε. Βούλομαι. Μάλιστα. Ναι, έτοιμος. Πάνι, πάνι. Βούλομαι. Πάνι. Βούλομαι. Πάνι. Βούλομαι. Ορθώς. Ισμάχιν. Πόραν, βούλομαι. Ισμάχιν. Καλώς. Ωι, δάμε το νό. Bộ liệu bộ láo đập hết nhà tụi nó ra. Ritomos.
bán cổng thành này á. Đây có đường không? Đây này, đây. Leje, etimo, ma es nehani. Prostagma. Legetimos. Prospani, orthos, pani, vulome. Để coi nên thời đại 4 là 1.000 vàng. Cái gì ấy? Sao tự nhiên cái xe nó vô chổng rồi? Trời ơi. Rồi, tổng lực tấn công nó luôn. Nó tiêu cái xe công thành cái đồ thiệt tình. Ủa sao vậy? À, cái khiêu này đình chiến. Trời ơi. Con lăng quăng này của mình sắp chết rồi vậy. Nó chơi nó đóng cửa rồi. Sao nó không đi vô ta? Nè, vô được rồi nè. Mới tiêu cái xe công thành luôn. Ah!
À, cái tường thành ở đây 5000 máu. We've got to protect our trade caravans. Không phá nổi à? Điều này nó bắn quá. Đi đi đi. Tổn rồi. Quân địch kinh quá. Bây giờ cái nào mình cũng có điều kiện hết. Xây dựng một pho chết đó. Cái tường thành đó. Πρόσεχε. Cái pháo đài. Τέκτον. Πρόσταγμα. Έστω. Βουλ. Έστω. Πρόσταγμα. Τέκτον. Τέκτον. Rồi bây giờ cứ từ từ mua quân thôi. À, phải có cái điểm này mới mua được mấy con đó. Còn lính nó đâu ra vậy? Ủa, mình vẫn còn lính ở đây nữa. A hero has fallen. Rồi vãi, đứng ngoài này thôi bị nó giữ. Tại vì máy bắn đá của chúng ta đây. Βρυτόμος. Πρόσεχε. Λέγε, έστω. Ναι. Έστω, μάλιστα. Εις μάχην. Ναι, μα έστω. Μάλιστα. Καλώς. Βου, μάλιστα. Βούλωμε. Έστω. Εισβολή. Chạy ha, chạy cái lùa, con lùa kìa. Sao đính nó đông vậy nè? Đập nhà nó. A hero has fallen. Ετοίμος, καλώς. Εις μάχη. Καλώς. Πρόσεχε, εις μάχη. Đập luôn cái nhà. Καλώς. Cái này hình như là cái chợ. Ετοίμος, εις μάχη. Πρόσταγμα. Πρόσεχε. Ετοίμος, ναι. Πρόσταγμα. Μάλιστα, βούλο. Καλώς, εισβολή. Εισβολή, μάλιστα. Βρυτόμος. Quá giờ đồ ăn mình lên tới 5000 luôn rồi.
Προσετοίμως. Λέγε, εις μάχη, καλώς. Πρόσεχε, μάλιστα. Εις μάχη, εις βολή, καλώς. Tường thành nó sắp bể rồi. 4000 bắn phát thì nhiêu. Ετοίμος, έσ' ναι. Μάλι, βούλο, εισβολή, καλώς. Đập nấu cái nhà này luôn. Thấy ghét. Ê! Kính màu tím tím này không biết nó từ đâu ra nữa. Rồi, win rồi đó. Tôi nghĩ là chắc yêu cầu nó làm xong cái này thôi. Không có đòi hỏi thêm nữa đâu. Bây giờ xe bắn đá nào. Ngàn nữa. Thôi kệ nó đi mấy ông ơi. Rồi xong. Nãy có cái xe công thành kia thì ngon. Rồi ok. Tiếp cái nữa. Dây vừa đủ dài. Người hình trôi đang phản công và Ajax bị bao vây. Agathos bị gãy chúng anh ấy và giành được quyền kiểm soát ở chiến trường. Send word to Ajax. Chuyển lệnh đến Ajax, kênh cổng đã bị phá hủy, anh ta phải di chuyển. Phương Ai, người đại trôi đang tấn công trên dài, Ajax đang bị bao vây. Đồ, lính bên đó đông phết đó chứ. 30 quân luôn. Odysseus, we must rescue them. Tự nhiên rồi. We'll have to abandon the gate, we have no choice. We must rescue Ajax. Charge! Hold on, Ajax! My hoplites are on their way! Trời, mồi chạy một phát hết luôn. Chết rồi, chứ ngu rồi. Một trong những cái khuôn tự chơi ngu cực kỳ ngu. Thank you, my friend. Let's regroup at your camp, Ajax. Chạy của mình ở đâu? Ở đây hả? Trời ơi, xài phát hết sạch điểm luôn. Thiệt tình á. Này không có tiêu tốn gì à? Έτοιμος. Έτοιμος, ναι. Πρόσταγμα, έτοιμος. Πρόσταγμα, λέγε. Ορθός, βούλομαι. Ορθός. Πρόσεχε. Έστω. Θρητόμος. Τέκτον, τέκτον. Βούλομαι, μάλιστα. Λέγε, έρνε. Ủa, không có mỏ vàng á. À, đây, đây, đây. Này là đồ của mình hả gì? Quân của mình hả? Chắc quân của mình. Λέγε. Βουλ, ορθό, βουλόμε. Παν, βουλ, πάνι. Προστάγμα. Ετοίμος, μάλ, ναι, μάλιστα. Έτοιμος. Προστάγμα. Πρόσεχε. Θρητόμος. Λέγε. Μεταλλεύς. Προστάγμα, ναι. Βουφορβός. Τέκτον, τέκτον.
Thiếu gỗ phải. They may try to build stables close to the front. Θρητόμος. Θρητόμος. Πρόσεχε. Λέγε. Θρητόμος. Έτοιμη. Βουφορβός. Θρητόμος. Ναι, ναι. Μα δεν βούλος κάνει. Πρόσεχε. Εισβολή. Λέγε. Εισμάχη. Mới vô mà lính nó đông dữ vậy nè. Nó gán xiên dân của mình cái nữa kìa. Bắt dài. Μάλιστα. Πρόσταγμα. Λέγε. Βούλο. Έτοιμος. Πάνι. Βούλο. Πάνι. Λέγε. Ορθό. Πάνι. Πρόσεχε. Μάλιστα. Έτοιμος. Ορθός. Λέγε. Βούλο με. Πρόσταγμα. Πρόσεχε, Γεωργός. Τέκτον, τέκτον. Một ngàn hai. Đánh nổn vậy. Ναι. Μάλιστα, έστω, μάλιστα. Ναι. Βούλο με. Έστω, μάλιστα, βούλο με. Εισβολή. Καλώς. Εισμάχη. Σαν. Εισβολή. Đây cái kho lương của nó đây. What is this? Troy is attempting to farm outside her walls? Λέγε, βούλομε, βουφορβός. We can steal these farms. Build a granary here and get some of our villagers farming them. Πρόσταγμα, έστω. Έτοιμος. Ορθός. Πρόσταγμα, βούλομε. Λέγε. Πρόσταγμα, βούλομε. Έτοιμος. Γεωμάχη. Ναι. Τέκτον. Λέγε. Λέγε. Εισβολή. Εισμάχη. Πρόσταγμα. Τέκτον. Πρόσεχε, εισβολή. Λέγε. Μάλιστα. Βούλομε. Λέγε. Πάνι, βούλομε. Πάνι, βούλομε. Ορθός. Πάνι, ορθός. Βούλομε. Ορθό. Πάνι, βούλομε. Ορθό. Βούλομε. Ορθός. Έτοιμη. Βρητόμος. Έστω, μάλιστα. Εισβολή, πρόσταγμα, βουφορβός. Λίνh của nó đông phết luôn á. Πρόσεχε, έστω, ναι, μα βούλομε. Ναι, μάλιστα, βούλομε. Προσέχε. Μάλιστα. Έτσι, πρόσταγμα. Έτοιμος. Μα βούλομε. Λέγε, ναι, μάλιστα, ναι. Βούλομε, ναι. Μάλιστα. Βούλομε. Γεωργός. Ủa, đời ba luôn rồi đó. Τέκτον.
Αλλιώς. Τέκτον. Πρόσταγμα. Τέκτον. Πρόσεχε. Γεωργός. Έτοιμη. Τέκτον. Chết rồi, nó đông quá rồi. Ετοίμος, έσμα, ναι. Καλώς, εισβολή. Λέγε, έστω, ναι, μάλιστα, έστω. Πρόσεχε, βούλο με. Έστω, ναι, μάλιστα, βούλο, μάλιστα. Πρόσταγμα, Γεωργός. Έστω. Τέκτον. Μάλιστα, έστω, Γεωργός. Πρόσεχε, έστω. Τέκτον. Ετοίμος. Rồi, lên được 1 tỷ dân này. Ừ, thôi, tao đâu nó kéo quân ra đánh mình đâu á. À quên xây cái điện thờ, cái đền gì đó. Hình như mình thiếu cái đó. Bên này nó có kéo quân vô đánh mình không ta? Trời, anh hùng solo chứ con xe không. Phía trên đây còn cái mỏ bàn nữa nè. Γεωργός. Πρόσεχε. Γεωργός. Τέκτον. Ναι. Ναι, θρητόμος. Một trăm gỗ lấy được 70 vàng. Mười dân đó. Rồi anh tính mình tạm ổn rồi đó. Dưới này không biết có cái gì không nào. Cho anh thằng kỵ binh xuống coi thôi. Παν βούλομε, ορθός. Παν βούλομε, ορθούλομε. Έστω, μάλιστα. Τέκτον. Λέγε, βούλομε. Τέκτον. 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 Λέγε, ορθός, πάνι, βούλομε. Ορθό, πάνι, βούλομε, πάνι, βούλ, ορθό, πάνι. Τον νουί θôi, chả có gì cả. Ορθό, βούλομε, ορθό, βούλομε. Ορθός, πάνι, ορθός, πάνι, πάνι, ορθός, πάνι. Γεωργός, Γεωργός. Έστω. Πρόσταγμα, ορθάν, βούλομε. Πρόσταγμα, βούλο, εισβολή. Και μέχρι γυράει. Πόρο. Έτοιμο, ορθός. Πάνι, ορθός. Έτοιμο, εσύ. Ή καλός. Λέγε, εισβολή. Φρυτός.
1000 thịt, 1000 vàng. Rồi mấy cái này tí nữa là đủ rồi. Metalefs, prostagma. Ne, metalefs. Πρόσεχε, μεταλλεύς. Πρόσεχε. Έτοιμος. Μεταλλεύς. Βρυτόμος. Μεταλλεύς. Βρυτόμος. Πρόσεχε. Εισμάχη, καλώς, εισμάχη. Καλώς. Tuyệt tình. Nó lén lén nó móc lốp mình. Mới nuôi đường tí quân nó ra nó lùa cái làm chết sạch chứ. Tạo công rồi luôn. Πρόσεχε. Ετοίμος. Βούλο. Καλό. Εισβολή. Πρόσταγμα. Ετοίμος. Εισμάχη. Καλός. Εισβολή. Bên kia là dân làng thôi, nó không có đâm đâu. Bố liếu, bố láo. Nó gần như chị AB. This is Troy's main forward base. We'll need siege or heavy myth units from Zeus to wipe it out. Đây còn gì đó. Πρόσταγμα, φρυτόμος. Έτοιμος, φρυτόμος. Λέγε, φρυτόμος. Λέγε, πάνι, ορθός, πάνι, ορθός. Βούλομαι, πάνι, βούλομαι, ορθός, πάνι, βούλομαι. Μέν đồ chỉ có nhiều đó. Có cái chợ này thì đỡ, mình có thể mà chi đơ qua lại thoải mái luôn. Ορθός. Πάνι, πάνι. Βούλομαι. Πάνι. Λέγε. Βούλομαι. Ορθός. Πάνι. Dân nữa thôi cúng vãi lại rồi, đúng nó cũng đông dữ lắm đó nha. Πρόσεχε. Τέκτον. Έτοιμος. Θρυτόμος. Λέγε, θρυτόμος. Μάλιστα. Θρυτόμος. Θρυτόμος. Ναι, έστω. Θρυτόμος. Ναι, θρυτόμος. Gỗ mình nhiều quá rồi.
bán 100 gỗ. Ủa? À, đang xây à? Bữa nãy mình có cái xe bắn đá nó nằm ở đâu ta? Hình như trong cái nhà này. Trong nhà này mình sẽ có cái xe bắn đá để công thành khá là ngon. Nên thử cái đời 4 rồi. Ô, hay ga, không có suy nghĩ nhiều. Thôi chết rồi. Maestro. Malista. Tecton. Giữ xe bắn đá nó ra rồi. Vulo. Lege. Καλώς. Ισβολή. Πρόσεξε. Έστω. Ναι. Μάλιστα. Βούλο. Ναι. Μάλιστα. Ισμάχη. Καλώς. Ισβολή. Ισμάχη. Προς τα κόρο. Trời, nó lén lén là gà cắt cổ. Καλώς, εισβολή. Mấy thằng này nó kinh quá anh em ơi. Ναι, μάλιστα. Τέκτον. 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 Μάλιστα. Ετοίμος. Μάλιστα, μάλιστα. Βούλομε. Ετοίμος. Εσ, ναι. Lựu đạn hả? Trên đó không vô được. Λέγε. Έτοιμος. Πρόσεχε. Έτοιμος. Έστω. Βούλο. Μάλιστα. Έτοιμος. Πρόσταγμα. Ναι. Μα έστω. Λέγε. Ναι. Έστω. Μα έστω. Βου μάλιστα. Πρόσεχε. Βου ναι. Θρητόμος. Θρητέκτον. Τέκτον. Πρόσεχε. Μάλιστα. Τέκτον. Τέκτον. Ναι. Εσ ναι. Βρυτόμος. Kỵ binh vô địch. Sắp hết vàng rồi. Πάνι. Ορθός. Βουλ. Ορθός. Ναι. Βούλομε. Βούλο. Έστω. Βου μάλιστα. Βούλομε. Ναι. Έσ ναι. Πρόσταγμα. Βούλο. Έστω. Λέει βούλομε. Πρόσταγμα. Λέει πάνι. Ορθός. Πρόσταγμα. Πάνι. Βούλομε. Λέγε. Πάνι. Βουλ. Βούλομε. Ορθός. Βουλ. Βούλομε. Πρόσταγμα. Nó đẩy xảy ra. Lũ đạn này nó nhây. Rồi. Sơ sẩy kế tới giờ nó mọc ra liền rồi. Đi đâu mấy bạn? Đi đâu mấy bạn? Làm việc nơi tiền tiến à? Thế lực thù địch đó. Ορθός. Πάνι. Βούλομαι. Έτοιμος. Ορθός. Πάνι. Πρόσταγμα. Θηρευτής. Έτοιμη. Θηρευτής. Έτοιμος. Θηρευτής. Πρόσταγμα. Τέκτον. Πρόσταγμα. Βρυτόμος. Εσάνι. Έστω. Βούλομαι.
Ετοίμος. Ναι, έστω, ναι. Πρόσταγμα, μάλιστα. Έστω. Μάλιστα. Μάλιστα. Tính nó cũng đồng phết đó nha. Es vúlome. Es más, te vúlome. Prostagmani. Que te porfani, porzos. Prosta rosiche. Esto, vúne. Prostagma. Βουλ, ορθός, πάνε, βουλ, ορθό, βουλο, πάνε, βουλο με. Λέγε. Ετοίμος, έστω. Πρόσταγμα, λέγε, ορφάνη. Πρόσταγμα, βουλο, πάνε, βουλο με. Γιάι. Πόρο. Εδώ, καλό, πόρο. Πάνε, καλό, πάνε. Συμβολή, πόρο. Này cái chúng mình không ta? Sao đánh đảo vậy? Rồi kiểu này đã đánh trúng quân mình luôn rồi. Toàn quá toàn. Rồi gút 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 gút. Mình có tiền mà. Chạy ra dắt xe bắn đá nó chạy rồi. À quên nữa, sao mình không xây thêm nhà lính? Ngu quá vậy? Trời ơi. Xem nhà lính để mua lính ra nhanh hơn. Rồi. Bây giờ mới chợt nhận ra cái điều đó. Liền tướng nữa, 6 tướng. Mày chạy đâu mày? Πρόσεχε, βούλο, μα έστω. Βούλο, ορθό, εισβολή. Εισμάχη, πρόσταγμα, εισβολή. Και πιο όλοι. Πρόσεχε, ναι, μάλιστα. Βούλο, έστω. Πρόσεχε. Βούλο, γεωργό. Πρόσταγμα, ετοίμο. Καλώ, εισβολή. Ôi chưa 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 chưa. Lúc này mình còn chưa hết tiền. Nè, lúc này chưa nâng mấy cái này nữa nè. Rồi, 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 làm lại lúc này là đã nâng cái nhà chính hình như lên tối đa rồi phải không ta? Thêm tí dân ở đây. Có được nhân ngu bộ mỏng rồi nè. Έστω. Βούλομαι. Τέκτον. Έστω. Βούλομαι. Έστω. Βούλομαι. Βούλ. Ορθό. Βούλ. Ορφάνη. Ορθό. Βούλο. Ορθός.
Βούλομαι. Έτοιμος. Βουλορθός. Προσλέγε. Βορθός. Έτοιμος. Ναι. Βούλομαι. Ý, con lăng quăng của chúng ta đây. Lần này không thua nữa đâu. Khôn hơn rồi. Mình hết thực á, đừng thực thì không sao. Đừng thực hồi tí ra đúng rồi. Γεωργός. Βρητόμος. Έστω. Βρητόμος. Rồi xuống ngõ này đi. Βούλομαι. Ταπεινός. Πρόσεχε, ταπεινός. Ναι, μάλιστα, ναι. Έτσι, πάνι. Βούλομαι. Πάνι, βούλομαι. Ορθός, πάνι. Ορθός, πάνι. Ορθός, βούλομαι. Ορθός. Δώστε, έστω. Bây giờ chơi cho lính diện. Λέγε βουλπάνι. Βούλομαι. Còn nó có dấu gì đây không? Không hả? Thêm 3-4 dân làng nữa đi. 5 dân nữa đi. Dân này đi đâu đó? Nhà này tung té dân nhưng mà vẫn chạy được. Ây à. Η σμάχη. Καλώς. Η σμάχη. Όχι, βέβαια, 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 βέβαια. Μάλι, έστω. Μάλι, βούλο, έστω. Ναι. Βούλο, έστω, μάλι, βούλο, μάλιστα, έστω. Ναι, μάλιστα. Đi về mày nè, đánh nó luôn. Δώσετε. Η σμάχη. Σκύμ, καλώς. Λέγε, βούλο, ναι, βούλο, μάλιστα, βούλο, έστω, ναι, έστω, εισβολή. Ετοίμα, βούλο, ναι, μάλιστα, μάλιστα, βούλο, ναι, μάλιστα. Λέγε, έστω, βούλο, μάλιστα, βούλο, εισμάχη, καλώς. Đúng băng mày nè. Hóa đá chứ nhầm hóa đá. Mày chạy ra mấy cái xe kia. Này như là cái nhà chính nó luôn nè. Đấy vô. Oh,
hero has fallen. Chết anh rồi. Mày đá nó. Λέγε, βούλομε. Μάλιστα, βούλομε. Έστω, πάνη. Προστάγμα, βουρθάνη. Λέγε, βουρθάνη. Προστάγμα. Trăm tiền. Ορθός. Λέγε. Έτοιμος. Καλός. Λέγε. Λέγε. Ναι. Πάμε. Προστάγμα. Καλός. Προστάγμα. Ίσπορη. Φόρο. Trời ơi, cái đám đánh nó mà không thấm nó. Rồi, xong, win. Đóng Medusa luôn nè. Medusa thánh mẫu. Con này thì nó tăng ngon phết. Prostagma.
Rồi, win. Rồi, ok, game này chơi đến đây thôi, rất là thú vị nha. Nhất là có tiếng Việt chính chủ của chúng ta. Game đầu đầu hết đó. Rồi, ok, bye bye anh em. Có thời gian rồi chơi tiếp game này. Chúng ta đã giành được quyền kiểm soát ở đây rồi, Ajax. Hãy tập hợp binh lính và tiếp tục tấn công cái hành trôi đi. Arcanthos, Ajax. Arcanthos, Ajax. Agamemnon has been attacked. Lại bên này bị tấn công. The Trojans must have hit Agamemnon while we were fighting here. Pull the men back. We'll meet at the main base camp and see how bad it is. Hết bên này bị đánh rồi, tới bên kia bị đánh liên tục vậy đó. Rồi, thôi, chúng ta ngừng ở đây nha. Ok, bye bye anh em.